Rất nhanh Triệu Vũ Hải và Ngô Duy Minh đến khu nuôi cá của Trương Đức Phi, 2-3 tiếng đồng hồ không thấy dấu vết của cá trống vàng. Trương Đức Phi có phải nhìn nhầm, hay cố ý nói dối không? Chỗ nuôi cá ở đây không có cá trống. Thử 2-3 tiếng đồng hồ, không bắt được một con nào. Hôm nay định mệnh không bắt được cá. Cậu đã nói rằng rất khó để bắt cá trong những ngày này sau cơn bão. Kích thích người ta đến thử thách mình. Đợi thời tiết đẹp rồi, lại đến tìm cậu ra biển câu cá vậy. Ông chủ Ngô chờ đã. Không có vết cắn của một con cá nào, không phải vấn đề móc và nhóm dây. Vậy chỉ còn vấn đề là mồi nhử. Câu cá ở một nơi như chỗ nuôi cá, thường là dùng thức ăn cho cá ăn ở chỗ nuôi cá. Đây là cá ở đây ăn quen rồi. Thịt tôm là mồi vạn năng, bất kể loại cá nào cũng có thể câu được. Bây giờ cả hai đều không tốt, hãy sử dụng rau biển. Rau biển, có thể ăn được. Nhưng đây chỉ là món hải sản bình thường. Thật sự có thể câu được sao? Lúc này Vũ Hải không có bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể quyết định thử từng cái một. Câu cá trống vàng bằng rau biển. Cá trống vàng có kích thước lớn và có thể thấy một số loài trống gân đen có giá trị. Nếu không phải vì không bắt được thì tôi sẽ không nói. Nếu hải sản có thể bắt được cá trống, tôi lập tức uống sạch nước biển. Tới rồi, trúng cá rồi. Cá trống khoảng 2 cân. Và đó là loài cá trống vàng có giá trị hay còn gọi là cá trống vàng đen. Đây là chuyện gì vậy? Ông chủ Trương nói rồi, nhưng con cá trống này mới xuất hiện gần đây. Không phải sinh ra và lớn lên ở đây. Điều này cho thấy đây là cá nước ngoài. Bất kể tầng nước nào, cho dù dây thô hay dây mỏng mềm đều không câu được. Chỉ có thể là vấn đề mồi nhử. Khi mới đến đây, tôi thấy dưới chân biển có một con cá lóe lên. Lúc đó tôi cũng không chắc có phải là cá không. Kéo sợi dây lên, nhìn xem trên đó mọc ra một ít cỏ biển. Hơn nữa là có cá gặm qua, nhưng con cá này không ăn thức ăn cho cá ở chỗ nuôi cá. Nhưng con cá này ăn chay, thử qua một chút quả nhiên là trúng cá. Triệu Vũ Hải và Ngô Duy Minh bạn một cái tôi một cái. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ bắt được 5 giỏ cá từ chỗ chăn nuôi cá. Ai, điều này thật tuyệt vời. Mấy tiếng nay cứ kéo không ngừng, không có thời gian để thở. Đây bây giờ toàn là exit. Nhưng con cá trống câu được này mỗi con đều hơn 1 cân. Có một con lớn nhất gần 4 cân. Đúng là mát mày mát mặt. Nhưng con cá trống này rất béo. Thật thú vị. Câu cá cứ như thả diều vậy. Ông chủ Trương, cá trống ở chỗ nuôi cá này của ông thật sự rất nhiều và lớn. Câu mấy tiếng rồi, luôn ra cần câu cá không ngừng. Thật tuyệt vời, cảm ơn ông nhé. Ông chủ Ngô, nhìn anh câu cá vui vẻ, tôi cũng vui. Không thể tưởng tượng được những con cá trống này không ăn thịt, lại ăn hải sản. Xung quanh chỉ có nhà mình có rau biển ở chỗ nuôi cá. Một hoặc 2 năm trước có mấy người câu cá ở đây mang đến không mang đi. Treo trên dây thường ở chỗ của mình. Bây giờ nó đã lớn lên một chút. Thảo nào những con cá trống này đều tụ tập dưới chỗ của mình. Lần này họ bắt được hơn 200 cân cá trống vàng. Giá trị ít nhất là vài ngàn. Không cần phải nói, nhiều trong số đó là trống vàng đen giá rất cao. Bây giờ rau biển trên dây thường chỗ của mình đã khiến cá trống vàng ở biển ăn rất nhiều. Vũ Hải hái một lần, cơ bản không còn lại nhiều. Họ câu cá cả ngày nay, còn lại không còn mấy con cá trống. Muốn câu cũng không câu được. Mỗi ngày canh chừng để câu cá. Chỉ là không ngờ những con cá trống này lại ăn hải sản. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã không ngủ trưa. Ít nhất cũng được một phần. Rất nhanh hai người Triệu Vũ Hải trở lại về sân nhà. Ngô Duy Minh đã mua hết cá. Tổng cộng là 215 kg. Hầu hết là cá trống bình thường. Giá không cao, 35 tệ một cân. Phần nhỏ là cá trống vàng đen, 80 tệ một cân. Tổng số cá trị giá là 11.000 tệ. Hai người cùng đánh giá, cộng cho cậu 200 tệ tiền hướng dẫn, đưa cho cậu 5.700 tệ. Đúng vậy không, ông chủ Triệu? Không sai, chắc là Trương Đức Phi tức nôn ra máu rồi. Ăn tối xong, Vũ Hải đến bến tàu chuẩn bị lên thuyền đánh cá làm tốt công việc ngày mai ra biển. Vừa vặn đụng phải Trọng Đại và Lưu Băng. Không phải bão vừa qua không lâu sao? Trong biển không có cá thì thôi. Hôm nay không biết làm thế nào có rất nhiều người thả mốc. Thật sự là nhìn thấy ma rồi. Sao trước đây chưa từng thấy có nhiều người như vậy thả mốc? Bên trong biển hình như sắp thả hết mốc rồi. Lưới đều bị ảnh hưởng. Nghe nói là có người mấy ngày trước thả mốc câu được rất nhiều lươn trắng lớn, nên mới có nhiều người như vậy. Làm thế nào bà bọn họ ăn dưa hấu được chuyện của tôi vậy? Người câu được lươn trắng lớn là cậu sao? Trọng Đại sửng sốt một chút. Vừa rồi mình và Lưu Bân còn đang nói chuyện này có phải thật không? Không ngờ chính chủ là Vũ Hải mà bản thân và Lưu Bân đều rất quen thuộc. Lúc này Vũ Hải cũng không tiếp tục giấu giếm, đem chuyện nói một lần. Là tôi, khi tôi đặt móc để câu, nhiều người đã nhìn thấy. Lúc trở lại bến tàu lại có rất nhiều người nhìn thấy. Ước tính mấy ngày nay chuyện ngày càng nhiều hơn, ngày càng có nhiều nhân tài hơn, có nhiều móc hơn. Nơi để lưới đánh cá, chắc chắn sẽ có xung đột. Bây giờ cậu lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng hiện nay có rất nhiều người bắt cá. Có rất nhiều người câu cá, muốn bắt thêm cá. Đặc biệt là nếu cậu muốn bắt thêm cá, cách duy nhất là phải chạy tới nơi xa hơn. Nếu muốn chạy tới nơi xa hơn, thuyền đánh cá của chúng ta thì không được. Tốc độ của tàu đánh cá bằng gỗ động cơ Dyson có hạn. Động cơ Dyson đôi không thể đi đâu nhanh được. Không thể so sánh với tàu cao tốc. Động cơ Dyson thuyền gỗ đánh cá chạy xa hơn một chút. Đi một lúc rồi về lại phải mất nửa ngày trên đường, thì mới về đến nhà được. Phải đổi thuyền đánh cá mua một chiếc thuyền cao tốc rồi. Lúc đầu quyết định sửa thuyền gỗ. Một là tiết kiệm tiền, chi ít tiền nhất để có một chiếc thuyền đánh cá ra biển bắt cá. Cái còn lại là thuyền đánh cá do cha mẹ để lại.
cho dù có sử dụng hay không cũng phải sửa nó một chút, không thể phơi nắng để cho nó thối rữa được. Sự thật chứng minh mình quyết định đúng. Sửa xong thuyền đánh cá, đi câu cá kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không có chiếc thuyền đánh cá này, cuộc sống không thể cải thiện nhanh như vậy. Nhưng bây giờ gặp phải những khó khăn mới, hôm đó nếu rảnh đi xem thuyền cao tốc xem có nên mua thuyền mới không rồi nói. Cho dù bây giờ không mua, biết trước tình hình cũng không có hại gì. Đúng rồi, mấy ngày trước thật sự có người đặt lưới bắt được một con cá đại hoàng, nhưng kích thước không lớn lắm, to bằng hai ngón tay, hơn 2 lạng. Nếu không ngày mai chúng ta đi tìm xem chỗ nào có cá đại hoàng, có thể bắt được 2-3 cân cũng đủ phát tài rồi. Cậu đi đi, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Cá đại hoàng đúng là mỏ kim đáy bể, gặp thì đã gặp rồi, không gặp được có thể tìm thấy sao, đợi tìm được thì già rồi. Hơn nữa, có trời mới biết người đó có thực sự bắt được cá đại hoàng hay không. Chắc là nói đùa thôi. Cá đại hoàng. GZ Sub, xem xong nhấn like mới là xinh gái đẹp trai.